Hi, xin chào các bạn và mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh Duy là chiếc xe GLE 53 Coupe với giá bán là 4 tỷ 699 triệu. Thì với giá bán này các bạn đã tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng so với tháng 8 vừa rồi ha. Đó, đây là một mức giá có thể nói rất là tốt luôn. Và với dòng xe GLE 53 Coupe này, đó, mình có một cái đối thủ ha. Đó là cái dòng xe Porsche Cayenne Coupe. Đó thì với cái chiếc xe GLE 53 Coupe này ha, thì các bạn xem ha, chiếc xe so với lại Cayenne Coupe thì các bạn thấy cái chiếc xe nào thích hơn ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy ha, xem thật kỹ bên ngoài, bên trong cũng như là phần động cơ của chiếc xe GLE 53 Coupe này nha. Ok, về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là GLE 53 Coupe của chúng ta được thiết kế một cái phần đầu xe rất là ngầu, rất là cá tính luôn, đúng chất là một cái chiếc xe SUV hiệu sức cao luôn các bạn. Ở bên cạnh thì chúng ta sẽ thấy là GLE 53 Coupe nè các bạn, thì có một cái phần thiết kế phần đầu xe cũng rất là giống luôn, các bạn thấy không? Đó thì đây là một cái thiết kế đặc trưng rồi. Đó thì các bạn sẽ thấy ở đây sẽ có những cái thanh dọc đứng nè, cũng như là một cái logo rất là to bản ở phía trước, cũng như là đi kèm với nó là một cái body kit của AMG, cho nên là các bạn sẽ thấy là ở đây nó có những cái chi tiết ha, những cái hốc lòi và lõm ha, nhìn nó rất quý động học và rất là cá tính luôn các bạn ha. Và đèn xe của chiếc xe GLE 53 Coupe này, đây là đèn xe multi beam LED, đây là một công nghệ đèn ha tiên tiến bậc nhất của Mercedes-Benz. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là đi từ bên hông của cái chiếc xe GLE 53 Coupe này thì các bạn mới thấy được cái vẻ đẹp của nó ha. Nó sẽ rất là khác so với lại một cái chiếc xe SUV thông thường. Đó, ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông nè. Cái phần đẹp nhất của cái chiếc xe GLE 53 Coupe các bạn thì có thể nói đây là cái khu vực này. Đó, các bạn sẽ rất ít khi thấy cái chiếc xe GLE 53 Coupe này lăn bánh ở ngoài đường. Hầu như chúng ta sẽ thấy ở cái phiên bản SUV là nhiều ha. Đi kèm với chiếc xe GLE 53 Coupe của chúng ta là một cái bộ mâm ha, nhìn rất là thể thao và cá tính ha. Đây là bộ mâm của AMG và thông số lốp của bánh xe là 275/45 ZR21. Mâm của chúng ta là mâm 21 inch. Đó, và các bạn sẽ thấy ở đây là có một cái logo của AMG ở trong cái cụm phanh này các bạn, bởi vì đây là một cái chiếc xe hiệu suất cao ha. Các bạn sẽ thấy là cụm phanh của chúng ta sẽ to hơn rất là nhiều so với những cụm phanh thông thường, cũng như là đĩa phanh to và có đục lỗ. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra phía sau xem coi cái bánh sau nó có to hơn cái bánh trước hay không các bạn nha. Đó, thì cái bánh sau của chúng ta là 315/40 ZR21, có nghĩa là bề hông của bánh xe này nó sẽ to hơn. Cho nên là khi mà các bạn đứng ở đây nè các bạn sẽ thấy là cái bánh xe ha, rất là to, nhìn nó rất là ngầu luôn các bạn ha. Ok, đó, và bây giờ Duy sẽ mời các bạn, khu vực này các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái chữ là Turbo Formatic Plus nè. Đó, thì đối với những cái dòng xe thông thường các bạn thì các bạn chỉ thấy là Formatic thôi, nhưng GLE 53 của chúng ta còn là Formatic Plus, có nghĩa là hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian này trên cái chiếc xe GLE 53 các bạn thì nó sẽ gọi là một cái hệ thống vận hành 4 bánh vượt trội hơn so với lại những cái hệ thống vận hành 4 bánh thông thường của những cái xe khác ha. Đối với hệ thống vận hành 4 bánh toàn thời gian các bạn thì nó sẽ cố định, gần như là cố định, nhưng đối với cái chiếc xe GLE 53 Coupe này thì nó còn có biến thiên luôn, thì số chuyền có thể là biến thiên. Đó, có thể là ở phía trước là 55, phía sau là 45, hoặc là ngược lại các bạn nha, biến thiên một cách liên tục để đảm bảo cho cái vận hành của chiếc xe nó an toàn cũng như là tối ưu nhất có thể ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra phía sau của xe GLE 53 Coupe. Đây là một chiếc xe SUV Coupe các bạn, cho nên là các bạn thấy ha, cái phần đuôi xe này nó rất đẹp ha. Đó, và ở đây chúng ta còn có một cái cánh lướt gió ở phía sau này. Một cái chi tiết trang trí thôi các bạn, nhưng mà nhìn nó cũng rất là khác ha. Đó, và các bạn sẽ thấy là khu vực ở phía sau chúng ta được trang bị là bô kép đối xứng hai bên, cũng như là có cái logo AMG ở trên cái phần bô xe luôn. Đó, và khu vực này chúng ta bắt biển số rồi các bạn, thì mặc định cho cái chiếc xe của chúng ta là chúng ta sẽ chỉ bắt được một cái biển số dài cho cái phần ở phía sau này thôi các bạn nha. Đó, cho nên là khi mà chúng ta đăng ký xe các bạn thì chúng ta sẽ mua thêm một cái biển số dài ở phía sau nữa. Đó, các bạn sẽ thấy là cụm đèn phía sau của chiếc xe GLE 53 thì được tách đôi ra ha, nhìn nó cũng rất là cá tính luôn. Đó, ở đây thì có một cái logo của AMG và GLE 53 thì sẽ nằm ở bên này. Các bạn muốn mở cốp bạn thì chúng ta sẽ việc bấm vào khu vực này. Ở bên trong này còn có một cái camera luôn các bạn ha, vừa là cái chỗ để chúng ta mở cốp xe, cũng là một cái camera ở phía sau. Đối với cái chiếc xe GLE 53 Coupe này thì các bạn sẽ thấy rất là giống, cái phần đuôi xe nó rất là giống so với là cái chiếc xe GT 53 các bạn, cũng là những cái chiếc xe ha thể thao. Đó, cho nên phần cốp xe nó rất là hấp dẫn ha. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái bánh xe dự phòng.
GOE 53 Coupe thì được trang bị bánh xe dự phòng, nó cũng sẽ tiện lợi hơn trong trường hợp là khi mà chúng ta đi xa ha, có bị lủng bánh hoặc là bể bánh này nọ thì chúng ta còn có để chúng ta thay đổi ha. Đi kèm với xe thì chúng ta lại có những cái quà tặng nè các bạn ha, sách hướng dẫn sử dụng nè, thảm xe nè, cũng như là túi y tế ha. Đối với những cái chi tiết này thì Di đã quay cho các bạn xem rất là nhiều rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nút nè để chúng ta bấm hạ cái phần đuôi xe này xuống các bạn, ở đây. Bởi vì là xe của chúng ta là sử dụng hệ thống treo bằng khí nén, cho nên là chúng ta có thể là nâng cao hoặc hạ thấp được gầm xe. Thì đối với tính năng này thì giúp cho chúng ta khiêng vác đồ từ dưới lên trên hoặc là từ trên xuống dưới, nó sẽ nhẹ nhàng hơn các bạn ha. Đó, thì với cái nút bấm này chỉ có tác dụng như vậy thôi các bạn, chỉ phần hạ phần đuôi xe này xuống thôi. Nhưng mà khi xe của chúng ta nổ máy và lăn bánh á, thì cái gầm xe nó sẽ trở về lại một cái trạng thái bình thường ha, rất là tiện lợi các bạn nha. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào bên trong của các chiếc xe để chúng ta xem cái phần nội thất nha. Và đây là khoang lái của chiếc xe GLE 53 Coupe. Các bạn sẽ thấy điểm mà đập vào mắt của chúng ta ngay đó chính là cái phần vô lăng của cả chiếc xe GLE 53. Đây là một cái vô lăng phải nói là rất là cảm xúc luôn các bạn. Đó, rất là thể thao ha. Các bạn sẽ thấy là vô lăng của chúng ta được trang bị bằng hai cái chất liệu da, đó là da lộn và là da nắp ba. Cũng như đây là vô lăng AMG, có chữ AMG đó bạn, đáy bằng, cũng như là có rất là nhiều những cái gấp khúc luôn ha. Thì đối với những cái chiếc xe này thì khi mà chúng ta cầm vào vô lăng, họ ngồi ở vị trí ghế này thôi là các bạn đã muốn lái xe rồi ha. Và thật sự đây là một cái chiếc xe SUV dành cho các anh chị yêu thích lái xe nha các bạn. Còn nếu mà các anh chị mua cái chiếc xe này mà để ngồi ở phía sau ha, thì thật sự ha, rất là phí luôn các bạn. Bởi vì là ở khu vực này được trang bị rất là nhiều dành cho người lái. Vô lăng của chúng ta thì có những cái núm để chúng ta có điều khiển nè các bạn. Những chế độ lái của xe nè ha, cũng như là những cái hệ thống phuộc nè, bên này nó cũng như là tiếng bô nè các bạn ha, tăng giảm tiếng bô xe nó cũng sẽ nằm ở bên này, chúng ta có thể điều chỉnh được nè. Thì với những cái vô lăng AMG như này thì Di đã giới thiệu cho các bạn rất là nhiều rồi. Nó cũng giống như trên cái chiếc xe G63 AMG hoặc là AMG GT 53 ha, rất là giống, những cái vô lăng này gần như là giống nhau hết. Đó, khu vực này thì các bạn sẽ thấy là xe của chúng ta còn được trang bị là hệ thống sửa ghế nè, làm mát ghế nè, cũng như là điều chỉnh cái ghế phụ bên này. Rất là nhiều những option luôn các bạn. Mặc dù đây là một cái chiếc xe thể thao nha, nhưng mà Di thấy là được trang bị sửa ghế, làm nóng ghế nè. Thì đây là một cái option mà hầu như là chỉ có những cái chiếc xe phải rất là cao cấp mới được trang bị ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở khu vực này được ốp bằng một cái chất liệu rất là giống như là sợi carbon, nhưng mà bên Di gọi là sợi kim loại các bạn nha. Cho nên là cái chi phí của nó cũng sẽ không, các bạn không phải trả thêm tiền, mặc dù là rất là giống như carbon đó. Còn nếu mà chiếc xe của chúng ta ốp carbon giống như trên chiếc G63 thì với những cái option ốp như thế này thì các bạn đâu đó trả phải hơn 300 triệu nữa ha. Đây là một cái điểm cũng rất là tiết kiệm trên dòng xe này. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở khu vực này được thiết kế rất là giống như những cái dòng xe địa hình nữa các bạn ha. Thông thường thì các bạn biết là những cái xe off-road thì chúng ta thường sẽ cần phải có những cái chỗ để chúng ta nắm, những chúng ta vịnh ha. Đó, thì đây là một cái thiết kế là như vậy. Ở khu vực này thì các bạn sẽ thấy có rất là nhiều những cái nút bấm nè. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái nút để chúng ta tăng giảm ha, nâng cao hoặc là hạ thấp gầm xe nè các bạn ha. Phuộc ở đây thì chúng ta có thể là chọn được chế độ phuộc cứng hoặc là phuộc êm ái nè. Khi mà Di bấm thì các bạn sẽ thấy nó sẽ hiện trên này ha. Comfort là êm, các bạn Sport là thể thao, là sẽ phuộc chúng ta sẽ cứng hơn, cũng như là Sport cộng là sẽ cứng hơn nữa. Đó, khu vực này thì nút bấm bên cạnh các bạn, đây là cái nút để tăng giảm âm lượng của bô xe ha. Khi mà Di bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy nè, phần bô xe on off, gọi là bô xe on off ha. Đó, chế độ lái manual. Khi mà các bạn chuyển qua chế độ lái manual thì chúng ta sẽ vào số ở hai cái lẫy ở phía sau vô lăng nè. Thì với cái tính năng lái manual này thì dành cho các anh chị phải thật sự là một cái tay lái rất là chuyên nghiệp luôn nha các bạn, thì chúng ta mới lái ở chế độ này. Còn bình thường ha, Di thì Di lái ở chế độ số tự động bình thường thôi. Ở khu vực này thì nó là một cái con chuột để chúng ta có thể là điều khiển cái màn hình cảm ứng này, hoặc là chúng ta có thể điều khiển trực tiếp trên cái màn hình này luôn ha. Rất là tiện lợi các bạn. Thì và cái xe GOE 53 Coupe này còn được trang bị những cái phím điều chỉnh máy lạnh ở cái khu vực này đó, thay vì là các bạn sẽ thấy là đối với những cái dòng xe như là S, GLC thì chúng ta điều khiển những cái tính năng máy lạnh ngay ở trên cái màn hình cảm ứng luôn đó. Nhưng mà Di thấy là có rất là nhiều những anh chị ha, sẽ thích điều khiển bằng những cái nút bấm này các bạn. Khi mà điều khiển bằng những nút bấm này chúng ta sẽ có những cái cảm giác ha. Các bạn thấy không, có cảm giác ha, nó sẽ trực quan hơn, nó sẽ cảm giác tốt hơn. Ok, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là cái phần ghế da của cái chiếc xe GLE 53 Coupe này nhìn nó rất là đẹp ha.
Đó, đây là một cái ghế AMG, một cái ghế thể thao các bạn. Đó, và được trang bị bằng hai cái chất liệu da cũng như là hai cái màu ha. Đó, hiện tại là cái xe này đã là cái xe mới bên Duy chuẩn bị giao, cho nên là các bạn sẽ thấy là Duy sẽ bọc xe là rất là kỹ nè. Đó, thì chất liệu da của chúng ta là da nắp 3 màu đỏ các bạn, còn những cái chi tiết da màu đen này nè, đây là da lộn ha. Đó, da lộn nè, các bạn thấy nè. Ha, ở đây cũng vậy nè các bạn. Ở trên này thì da nắp 3. Đó, và đường chỉ may của chúng ta là đường chỉ may màu đỏ luôn. Một điểm nữa các bạn, khi mà Duy ngồi vào một cái ghế này các bạn, đây là cái ghế thể thao cho nên là cái cảm giác nó sẽ đây là một chiếc xe SUV. Đây là một cái xe SUV thể thao các bạn, cho nên là cái phần ghế này nó cũng không quá ôm vào người giống như là một chiếc xe thể thao quá là chuyên nghiệp. Đó, bởi vì là chiếc xe này nó hướng đến một cái sự thoải mái nhiều hơn là một cái chiếc xe quá là thể thao ha. Đó, cho nên là ngồi vào cái ghế này Duy đảm bảo các anh chị vẫn đủ thoải mái luôn các bạn nha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra khoang phía sau để chúng ta cảm nhận cái không gian ở phía sau này coi nó có thoải mái hay không ha. Hiện tại bây giờ Duy đang ngồi ở khoang phía sau của chiếc xe GLE 53 Coupe, bởi vì đây là một cái chiếc xe có chiều dài lên 4 đến 4,9 m các bạn, cho nên là cái hàng ghế phía sau này cũng rất là rộng rãi và rất là thoải mái cho Duy ha. Đó, và đây là một cái chiếc xe SUV thể thao cho nên là các bạn ngồi ở vị trí thế ghế sau này các bạn, chúng ta cũng cảm thấy nó rất là cảm xúc ha, cũng rất là thú vị luôn. Đó, và đối với khu vực hàng ghế phía sau này thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái hệ thống máy lạnh riêng biệt cho cái hai ghế ngồi luôn chúng ta, hai cái ghế hàng ghế ở phía sau luôn các bạn nha. Ha, bởi vì là xe của chúng ta được trang bị hệ thống máy lạnh tới 4 vùng tự động luôn. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra phía trước để chúng ta xem cái phần động cơ của chiếc xe GLE 53 Coupe này nha. Ok, GLE 53 Coupe của chúng ta được trang bị một cái động cơ 6 máy 3.0 lít thẳng hàng các bạn. Và đây là một cái động cơ của AMG tinh chỉnh các bạn nha. Các bạn sẽ thấy là ở đây có cái logo của AMG đây. Ha, và GLE 53 Coupe này sở hữu một cái động cơ 3.0 lít công suất lên đến là 435 mã lực. Đó, và Duy thấy với cái sức mạnh 435 mã lực này thì đủ làm cho các anh chị ha, khi mà ngồi ở sau vô lăng ha, đủ cảm thấy mà phấn khích nhất có thể ha. Ok, để biết thêm chi tiết về cái mẫu xe GLE 53 Coupe này hoặc là tất cả những mẫu xe của Mercedes thì quý anh chị khách hàng đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.